Được rồi, phần tiếp theo đây chúng ta sẽ đi vào nhóm quạt trả của điệu ballad. Như phần trước chúng ta thấy thì một nhịp 4/4 sẽ có 4 nốt đen, được chưa? Và chúng ta đã tách ra thành 8 nốt móc đơn dựa vào các cái cách như là học ở phía trước. Đến phần này chúng ta sẽ tiếp tục tách ra nữa. Mỗi một nốt móc đơn đấy lại được tách ra làm 2 nốt móc kép. Như thế này người ta gọi là nốt móc kép. Được chưa? Thì từ 4 nốt đen này ta sẽ tách ra được 16 nốt móc kép. Như thế này. Chúng ta chú ý một điều rằng là viết thành 4 cụm như thế này, các cụm 4 nốt như thế này không có nghĩa là khoảng cách từ giữa các nốt này với khoảng cách từ nốt này sang nốt này là khác nhau. Mà nó đều nhau hết, tức là từ lên đây, từ lên đây, từ lên đây, từ đây sang đây cũng đều nhau, bằng nhau, từ đây thế. Chúng ta đừng phân tách đó là đây là chỉ là tách thành 4 cụ ứng với 4 nốt đen chúng ta dễ hiểu thôi. Còn về mặt khoảng cách, về trường độ là nó bằng nhau hết. Như vậy ta sẽ có 16 nốt. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể nào quạt tới 16 nốt trong nhanh được, đúng không? Và như thế nó cũng không hay. Vì vậy người ta bắt đầu phân tách ra thành các cách khác nhau như sau. Cách số 1, nhát đầu tiên ta đánh xuống. 3 nhát tiếp theo là nghỉ. Thầy giáo ký hiệu bằng dấu chấm chấm. Nhát thứ 2 ta đánh xuống. 2 nhát tiếp theo là nghỉ. Tiếp theo là lên, rồi xuống, lên, xuống. Đây lại nghỉ. Đấy, xuống, rồi lại nghỉ. Đấy, xuống, lên. Trước hết là chúng ta phải thống nhất với nhau một hệ tư tưởng thế này. Đó là dù là nghỉ hay là đánh xuống hay là đánh lên thì tay vẫn luôn luôn chuyển động. Có nghĩa là không phải là xuống không để tay ở dưới như thế này. Đến chỗ này xuống để tay ở dưới này, không phải thế. Tuy ba chỗ này không đánh nhưng tay vẫn phải khai phẩy. Thế là giáo sẽ đọc là xuống phẩy phẩy phẩy, xuống phẩy phẩy, lên xuống lên xuống phẩy, xuống phẩy xuống lên. Đấy. Và chú ý thứ hai đó là khi chúng ta quạt trả thì nhát đầu tiên đây này, đây là nhát đầu tiên, tuy dài như này thôi nhưng mà nó diễn ra rất nhanh. Và đây là nhát đầu tiên, nhát đầu tiên trong cái khách đầu tiên quạt đấy thì luôn luôn phải quạt mạnh và quạt hết cả 6 giây và phải quạt 6 giây chậm. Tất cả các nhát còn lại, tất cả các nhát còn lại quý vị các bạn hãy đánh ở phía dưới. Như lúc nãy ở phần đầu còn nói đánh này, đây là phát mạnh này, các phát sau. Đó, ta thấy phân biệt được khác nhau thành không? Lúc đầu thì rất rõ, các phát nhau nhẹ và nó chủ yếu ở phần phía dưới. Đấy là điều thứ hai chúng ta chú ý nhé, cứ vào khách đầu là phải đánh mạnh. Tiêu chú ý thứ ba đó là để có thể đánh được và nó không bị rối, vì rất nhiều người học ấy là hay bị rối. Nhất là những người mà nhịp kém, cả nặng nhịp kém là hay bị rối. Thì lời khuyên chân thành và chắc chắn là mọi người nếu làm theo như này sẽ làm được. Đó là bước 1 là mọi người hãy học thuộc cái này ra miệng. Học thuộc ra miệng. Miệng là cái dễ nhất để ta còn chơi được. Mà không chơi được thì không thể biến nó ra tay được. Học thuộc như thế nào? Học thuộc như thầy giáo làm đây. Đọc như sau. Xuống phẩy phẩy phẩy, xuống phẩy phẩy, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống phẩy phẩy phẩy, xuống phẩy phẩy, lên xuống lên xuống, xuống xuống lên xuống phẩy phẩy phẩy, xuống phẩy phẩy, lên xuống lên xuống, xuống xuống lên. Hãy làm như thế và hãy làm như thế cho tất cả những cái điệu quạt trả khác. Chúng ta hãy chú ý rằng đọc như thế nó sẽ giúp chúng ta có được cái nhịp rất là chắc chắn. Thì đó, đọc lại nhé. Xuống phẩy phẩy phẩy, xuống phẩy phẩy, lên xuống lên xuống, xuống xuống lên xuống phẩy phẩy phẩy, xuống phẩy phẩy, lên xuống lên xuống, xuống xuống lên. Đó, được chưa? Chúng ta chú ý rồi đấy nhé, hãy học thuộc bằng miệng ra tay và đọc cho ta đọc cho nó có nhịp đáng độ đàng hoàng, vì đây là nhịp 4/4 mà chúng ta có thấy có uốn thái không. Một điều tiếp theo đặc trưng của cái điệu ballad ở phần cuối chúng ta thấy luôn luôn thế này. Đó, tức là luôn có xuống xuống lên. Đó, xuống rồi lại xuống lên, tức là cái này nó sẽ nghỉ đi, được chưa? Và đặc trưng nữa là phần đầu của nó luôn luôn có hai cái xuống như này. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ. Đó. Người ta biến tấu thì người ta sẽ biến tấu ở đoạn giữa. Khu vực giữa này người ta phải biến tấu lên xuống hoặc ngắt nghỉ thì đó tùy cách. Còn đâu, phần đầu và phần cuối thường thường là phải giữ nguyên để nó ra đặc trưng một cái điệu đó. Được chưa? Bây giờ thì tác giả sẽ đánh chậm, mọi người hãy tụt đánh theo nhé. Đầu tiên này. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, xuống nghỉ
cả cụ theo hợp âm của phần như thế này thì chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ la, fa, do, so, ta sẽ có. Đấy là biến tấu thứ nhất. Biến tấu thứ hai vẫn của cái điệu này. Người ta sẽ làm như sau, như tôi nhắc lúc đầu. Nhắc này vẫn giữ nguyên. Ba nhắc này vẫn nghỉ như thường. Nhắc này vẫn giữ nguyên. Được chưa? Cái nhắc này vẫn nghỉ. Nhắc này vẫn nghỉ. Cái này là lên. Rồi, cái số này nghỉ. Đấy, lên. Cái số tiếp theo là nghỉ. Đấy, lên. Được chưa? Xuống. Xuống, lên. Được chưa? Sang trường hợp tiếp theo, người ta sẽ đi tấu như thế này. Xuống, nghỉ, xuống, lên, xuống, nghỉ một cái, rồi lại xuống, lên, rồi xuống, lại nghỉ một cái, rồi lại xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Đó. Như vậy với cách này, chúng ta thấy rằng nó chia thành 4 cụm nữa. Cụm thứ nhất là một cái xuống. Cụm thứ hai là 3 cái xuống lên xuống này liền mạch. Cụm tiếp theo là 3 cái xuống lên xuống này liền mạch. Và tiếp theo là xuống lên xuống lên xuống lên, được chưa? Chắc chắn là nếu quý vị các bạn mới học thì sẽ gặp vấn đề khó trong cái việc mạng nhịp, thì nhắc nhở lại một lần nữa, bước một hãy thuộc bằng miệng về cái này đã, được chưa? Thứ hai là đánh ra tay chậm chạp, và khi đánh ra tay chậm chạp xong rồi ta tăng tốc độ dần dần lên để cho nó phù hợp với tốc độ của bài hát, rồi sau đó rồi ta mới có thể hát được. Và còn rất rất nhiều nữa dựa trên cơ sở của cái cách phân tích như thầy giáo vừa nói, chúng ta cứ dựa vào 16 cái nốt móc kép này, chỗ thì nghỉ, chỗ thì thêm vào, và ta sẽ ra được cực kỳ nhiều các kết quả khác nhau. Chú ý một điều là tại sao thầy giáo lại để cái xuống lên xuống lung tung như này? Thực ra không phải lung tung đâu, nó có nguyên tắc. Nên chúng ta chú ý này, đây là xuống. Theo cái tay chúng ta ấy, thì đây là xuống, thì đây sẽ phải là lên, đây sẽ phải là xuống, đây sẽ phải là lên. Thì vậy đây sẽ phải là xuống, đây sẽ là lên, đây sẽ xuống. Thì vậy đây sẽ là lên, đấy, xuống, lên, xuống. Đây là lên thì đây sẽ phải xuống. Được chưa? Thế chúng ta không thể điền vừa cái chữ xuống lên xuống lên một vừa được, mà nó có cái cơ sở là cái tay của ta vẫn lên xuống. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị các bạn xem video về Ok, xin chào quý vị. Và bây giờ là 7 cách quạt trả ballad của nhịp môn 4. Quý vị và các bạn đã có quyển sách guitar đệm hát không gì dễ hơn rồi, thì hãy mở ở phần 4 của quyển sách, và ở phần cuối cùng trong phần 4 là bài học số 15. Bài viết có tên là thêm 7 cách quạt trả nhịp ballad. Trong bài viết này tác giả có phân tích chi tiết tại sao người ta lại có rất nhiều cách quạt trả khác nhau như thế, nguyên nhân gì, thì quý vị đọc trong đó để hiểu rõ. Ở đây thì chúng ta sẽ có tính chất thực hành là chính. Ở đây có 7 cách. Cách 1 là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Cách 2 là xuống, xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, xuống lên xuống, cứ thế. Cách thứ 3 là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Đó, cách thứ 4 là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống lên. Cách thứ 5. Đó. Cách thứ 6. Đây. Và cách thứ 7. Đó. Để chú ý rằng là 7 cách này ấy, đấy là những 7 cách thường gặp và chúng ta có thể chơi. Nếu chúng ta chơi thạo một trong cách này được thì đã có thể coi là đã quạt trả nhịp ballad tốt rồi. Tuy nhiên để cho nó hay chúng ta sẽ có nhiều cách khác. Ta biến tướng đi. Bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng nghe. Tất cả các hợp âm ở trong này đều lấy theo thứ tự là la, thứ, pha trưởng, đô trưởng và son cho nó tiện. Khi chúng ta tập thì chúng ta tập quạt cho thạo, sau đó rồi ta mới hát. Ví dụ như bây giờ nếu tôi quạt cho thạo đã. Đó. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống. Xuống. Bây giờ tôi bắt đầu hát này. Có lẽ là em vừa quên đi, và có lẽ là mưa một thứ đi, có lẽ là chẳng còn lại gì trong tâm
Rồi, như vậy quý vị có thể thấy cách hát nó rất đơn giản đúng không? Đấy là cách thứ nhất là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Chú ý rằng là như phân tích ở phía trước thì chữ xuống lên này này, chữ xuống lên cuối cùng này này, nó sẽ gắn luôn với chữ xuống ở đầu tiên luôn. Cho nên chúng ta có cảm giác nó thành là xuống lên xuống. Được chưa? Chú ý rồi đấy. Bây giờ sang cách thứ hai. Ta đọc này, xuống phẩy 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 xuống phẩy phẩy xuống lên. À xin lỗi, xuống phẩy 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 xuống phẩy xuống lên xuống phẩy xuống lên xuống phẩy xuống lên. Thế để cho nó đỡ rắc rối ta có đọc ngắt ra thế này. Xuống 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 lên xuống xuống lên xuống xuống lên xuống 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 lên xuống xuống lên xuống xuống lên. Rồi bây giờ xin mời nghe hai bạn xuống xuống lên xuống. Rồi, đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba. Cách thứ ba sẽ đọc là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Đó. Bây giờ xin mời cùng nghe. Hai, ba. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên. Rồi. Bây giờ là cách thứ tư. Cách thứ tư sẽ là xuống xuống lên xuống lên xuống nghỉ cái rồi xuống xuống lên. Được chưa? Ta sẽ có thành là xuống xuống lên xuống lên xuống 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 lên. Rồi cách này rất hay gặp. Xin mời hai bạn. Rồi bây giờ sang cách thứ năm. Cách số 5 thì nó cách ra một chút, chúng ta có là xuống xuống lên xuống lên xuống xuống lên xuống xuống lên xuống lên xuống xuống lên. Đó cũng nhắc lại chú ý rằng là quý vị các bạn cố gắng phải đọc thật thuộc bằng miệng ra rồi đã, rồi sau đó chúng ta mới quạt. Bây giờ xin mời chúng ta cùng nghe hai bạn. Rõ ràng chúng ta thấy với cách năm này thì nó có tính chất ngắt ở cái đoạn là lên xuống lên. Như vậy cái cách làm này nó sẽ tạo ra một cảm giác rất hay hơn, người ta gọi là hiện tượng đảo phách. Tức là xuống xuống lên xuống lên xuống, đáng ra theo cách trước là như thế thì bây giờ lên xuống lên, sau đó lại lên xuống. Nó sẽ tạo ra cái hiện tượng đảo phách ở cái đoạn này. Đó. Người ta nghe nó sẽ hấp dẫn hơn. Xin mời nghe lại hai bạn. Rồi, bây giờ sang cách thứ sáu. Cách thứ sáu này cũng rất dễ tập. Ở đây tác giả sắp xếp các cách không phải theo thứ tự từ dễ đến khó, mà quý vị các bạn có thể tập bất cứ cách nào tùy tùy thích. Cách thứ sáu sẽ đọc là xuống, xuống, lên, lên, lên xuống, xuống lên xuống, xuống, lên, lên, lên xuống lên. Rồi, xin mời hai bạn. Rồi, bây giờ đến cách thứ bảy. Rồi, chú ý là hãy học thuộc thuộc rồi mới chỉnh cái tay. Hai, ba, xuống, xuống, lên, lên xuống, xuống, xuống lên xuống, xuống, lên, lên xuống, xuống, xuống lên xuống. Rồi, và đây chính là tất cả những cái cách quạt ballad. Xin mời quý vị và bạn xem lại tổng thể. Đó. Bây giờ tôi sẽ cho máy chơi tổng thể và quý vị các bạn hãy cố gắng cầm đàn lên và chơi bằng tốc độ với nó. Hai bạn. Thank you.
Rồi, như vậy là chúng ta đã xong. Và chú quý vị và các bạn chú ý rằng là khi chúng ta tập bất cứ cách nào chăng nữa thì cách hát nó vẫn như vậy. Đấy chứ? Cách hát của một bài hát nó vẫn như vậy. Chứ nó không phụ thuộc vào việc là với cách quạt như thế này thì ta hát kiểu này, với cách quạt thế kia ta hát kiểu kia, không. Tất cả các quạt ballad này thì đều chung, và chúng ta sẽ đều có cùng một lời hát giống nhau thôi, cùng một nhịp hát giống nhau thôi. Rồi, video đến đây là hết. Dương Thăng thay mặt GPT Guitar School xin kính chúc quý vị các bạn có những ngày học guitar vui vẻ. Mọi liên hệ xin liên hệ theo số điện thoại 0989 292 124. Và để có thể chi tiết hơn cho chương trình học của quý vị các bạn, khuyên rằng quý vị các bạn hãy đặt mua quyển sách Guitar Điệu Hát Không Gì Dễ Hơn do Dương Thăng biên soạn. Sách được gửi bằng bưu điện chuyển phát trên toàn quốc. Và quý vị và các bạn chỉ cần nhắn tin tới số 0989 292 124, cùng với họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Chỉ khoảng 1 đến 4 ngày quý vị có thể nhận được sách, và quý vị sẽ thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện khi được nhận sách. Xin chào và chúc may mắn.